luôn. Ví dụ như là tôi mới bịa ra, mới bịa ra được một số từ. Ví dụ như là VCM, viết tắt của các từ giá trị dịch vụ của VCM là gì? Là value added, là gì? Là luôn luôn tạo giá trị, sáng tạo, tạo giá trị gia tăng cho khách hàng của mình. Ví dụ chữ Y là viết tắt của từ là intimacy, tức là gì? Là luôn luôn gần gũi và thân thiện, nha. Chữ C này nó viết tắt của từ là commitment, tức là có tính cam kết. Chữ E này viết tắt từ economics, tức là gì? Là cái là gì đó xi măng của VCM mang lại hiệu quả kinh tế cho khách hàng của mình. Ví dụ cái gì dịch vụ là gì nhỉ? Là tư vấn về cấp phối, hả? Thì hay là thiết kế vân vân, thì nó là economic, nha. Rồi make customer happy là gì? Làm cho khách hàng hạnh phúc và sướng. Như vậy, tức là đây là những cái gọi là giá trị về tạm thời, gọi là giá trị cốt lõi về dịch vụ của VCM. Bây giờ để đỡ tốn thời gian thì bây giờ là các chị có thể là làm bài tập này, tạm thời chấp nhận những giá trị này đi. Thực tế là sau này đó là VCM mình có thể là nghĩ tới những giá trị khác, là những cách khác tùy các chị. Nhưng mà trong cái gọi là bài tập để mình làm mình hiểu đó, thì bây giờ là mỗi nhóm lấy tờ giấy được phát giấy A1 và